What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Như các bạn đã thấy ở trên bàn của mình đang là một chiếc bàn phím. Và chiếc bàn phím này cũng rất là quen thuộc rồi. Và nó xuất hiện cũng khá là lâu, từ cái thời mà Boss Gear mới hình thành. Thì đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy khó mà có chiếc bàn phím nào có thể đánh bật được nó trong cái phân khúc dưới 400.000. Và đặc biệt là loại giả cơ mà nó có rất là nhiều đèn LED. Thì các bạn không lạ gì nữa, đây chính là chiếc bàn phím Langtu K002. Vì nó là một trong những chiếc bàn phím mà mình thấy chưa có cái bàn phím giả cơ nào mà có thể thay thế được. Thì hôm nay mình sẽ quyết định nói những cái điểm nổi bật mà khiến cho chiếc bàn phím này nó tồn tại được lâu như vậy. Ok, let's go. Rồi, và cái vỏ hộp của nó thì cũng khá là đơn giản thôi, chỉ có cái logo của Langtu, cái tên của nó, cả hai mặt đều khá là giống nhau. Một giấy rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Thì ở trong này chúng ta cũng thấy có một cái cách đóng gói cũng cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ có một chiếc bàn phím nằm gọn ở phía trong này, bọc một lớp cái bọc. Đấy. Và nó sẽ có hai cái đệm mút ở xung quanh mà thôi. Rồi thì chiếc bàn phím Langtu K002 này trước đây nó chỉ có cái phiên bản, đó là phiên bản màu trắng và có đế là màu xám hoặc là đế màu đồng thôi. Thì phiên bản màu đen này là phiên bản sau này nó mới ra đó. Các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế của nó rất là gọn gàng đó. Bây giờ mình sẽ đi sâu và chi tiết từng cái nhé. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy cái lớp bên ngoài sẽ được làm bằng kim loại giả xước phay. Nó sẽ làm xước ngang qua nhìn rất là đẹp, giống như là những cái kim loại cao cấp vậy. Và cái thứ tiếp theo là chúng ta sẽ thấy có cái logo của Langtu ở ngay giữa bàn phím như thế này. Mặt sau của bàn phím thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy nâng hạ độ cao của phím như thế này. Hai cái lẫy này thì cũng khá là cao. Và ở giữa sẽ là cái logo của Langtu. Chúng ta sẽ có rất là nhiều ốc được đính ở xung quanh đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái lỗ nhỏ nhằm để thoát nước cho bàn phím. Cho nên là bàn phím này nếu các bạn đổ nước vào thì cũng sơ sơ thì cũng không sao hết. Nhưng mà ngâm phím thì chắc chắn là sẽ có bị lỗi nhé. Và cái con bàn phím này nó sẽ có hai cái lớp cao su ở đây. Hai miếng cao su khá là dày và to để chống trượt. Nếu các bạn muốn thì các bạn sẽ đặt cái lẫy lên và kê thì nó sẽ không bao giờ bị trượt. Về cái dây cáp của em này thì dây cáp của nó hơi nhỏ một chút, bằng nhựa thôi và nó vẫn có cục chống nhiễu, cổng kết nối USB và nó sẽ thích hợp với tất cả các loại Windows nhé, các bạn yên tâm. Về cái keycap của con này thì keycap con này được làm cũng khá là đẹp với cái kiểu xuyên LED thì để đảm bảo cho các bạn có thể có LED tỏa lên tốt nhất. Và cái nút Enter của nó làm hơi dị một chút, nó sẽ rất là to, to hơn là những nút Enter bình thường. Ngoài ra cái điểm đặc biệt và đáng lưu ý nhất của em này đó chính là cái keycap của nó được làm double shot. Double shot tức là cái công nghệ đúc keycap hai lớp giống như trên bàn phím cơ vậy. Thì với cái công nghệ này thì các bạn yên tâm là đèn LED xuyên qua rất là đẹp và đồng thời nó sẽ giúp cho cái keycap này nó không bao giờ bị bay chữ như những cái con phím giả cơ khác như là R8 ấy, thì mình xài một thời gian nó sẽ bay hết chữ. Còn con này thì các bạn xài forever chữ nó vẫn bay luôn, trừ khi phím hư thì nó hư thôi chứ không bao giờ bay chữ được. Và cái con này nó có một cái ưu điểm cực kỳ nổi bật, đó chính là cái hệ thống đèn LED của nó. Bây giờ mình sẽ cắm vào cho các bạn coi nhé. Đấy, như các bạn thấy là sau khi mình tắt bớt đèn đi và mình bật cắm cái con bàn phím này vào trong máy tính thì các bạn có thấy hệ thống đèn LED của nó rất là đẹp. Cái LED mặc định của nó sẽ là LED kiểu waving, kiểu RGB chạy từ trái sang phải như thế này. Tuy nhiên thì nó sẽ không có đổi hướng được, tại vì con này là giả cơ thôi thì các bạn không có đổi hướng được. Và nó sẽ có cái nút bật tắt LED nhanh ở đây. Nếu các bạn ấn thì nó sẽ tắt LED, ấn một lần nữa thì nó sẽ bật LED. Và con này nó có cái khả năng đổi LED phải nói là vô cùng tuyệt diệu, vì nó có nó tới 9 chế độ LED từ 1 đến 9. Đây, bắt đầu FN1 sẽ là cái LED mặc định như thế này. FN2 sẽ là một cái hệ thống LED nữa và nó sẽ chạy từng khúc như thế này đây. Thì tất nhiên thì con này nó là giả cơ cho nên LED của nó sẽ chạy theo vùng chứ không có phải là chạy từng phím, cho nên nó sẽ không được mượt như là phím cơ. Với cái phần giá này thì khó mà có thể làm được phím như vậy. Và tiếp theo là chúng ta có thể chỉnh được tốc độ bằng FN, dấu cộng và giảm tốc độ bằng FN trừ, nó sẽ tăng chậm đi. Mình để nhanh thì nó sẽ chạy đẹp hơn rất là nhiều.
Nếu tăng giảm độ sáng thì các bạn đánh FN cũng pay up hoặc là pay down để giảm độ sáng, nó sẽ có 3 mức độ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có hệ thống thứ ba, đó là hệ thống đèn LED blinking, và mỗi lần nó chớp tắt thì nó sẽ tự động đổi màu luôn, 7 màu. Chế độ thứ tư là chế độ cũng là thuộc dạng waving nhưng mà chạy từng sóng một, mỗi lần nó sẽ đổi màu luôn. FN5 là cho phép mình sáng toàn bộ bàn phím và mình có thể đổi màu. Mỗi lần ấn là nó sẽ đổi một màu khác nhau. Đó. FN6 là cái chế độ từ hai bên chạy vào và nó sẽ đổi màu LED luôn, rất là đẹp. FN7 chính là cái chế độ mình tùy chỉnh, khá là giống trên như phím cơ thì mình sẽ tùy chỉnh được từng vùng và mỗi vùng nó sẽ màu LED nó sẽ tùy chỉnh, và do mình muốn tùy chỉnh thì mình ấn FN và số 7 hai lần, nhưng mà giữ nguyên nút FN nhé. Đây mình thử cho các bạn coi. Đó, khi nào mà nó chớp hai lần nháy lên thì mình sẽ ấn FN cộng với lại nút lên hoặc nút xuống để thay đổi màu LED. Đó. Sau khi thay đổi xong thì mình ấn nút qua bên trái để mình đổi vùng. Tương tự như vậy thôi. Mình sẽ chỉnh được. Đó. Rất là đơn giản nhưng mà cũng cực kỳ đẹp. Đó, thì các bạn thấy chưa? Sau khi mình thả nút FN ra thì nó sẽ lưu lại. Nếu mà bạn quay lại chế độ thứ nhất mà mình quay lại chế độ thứ bảy thì nó đã lưu lại cái mình vừa mới chỉnh xong. Nút FN8 thì sẽ là chế độ ripple, nhưng mà ripple của nó là theo vùng cho nên nó sẽ không đẹp bằng ripple như phím cơ. Thì mình ấn thì nó cũng sẽ tỏa ra, nhưng mà nó sẽ không có tỏa đều như những thằng phím cơ khác. Nhưng mà có phím giả cơ mà có cái chế độ này thì mình cũng thấy là rất là bá đạo rồi, rất là ít khi gặp trên phím giả cơ luôn, hầu như không có. Và cuối cùng đó là một cái chế độ mà đã làm nên cái tên tuổi của con lang tu cả 002 này, đó chính là cái chế độ mà nháy theo nhạc. Bây giờ mình sẽ cùng trình diễn cho các bạn xem nhé. Các bạn ấn FN và số 9 đó, và sau khi chuyển sang chế độ này thì khi mình nói thì nó cũng sẽ nháy theo nhạc luôn đó, các bạn có thể thấy rất là hay. Và mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe nhé. Đó, các bạn có thể thấy là nó nháy theo điệu nhạc. Và các bạn lưu ý là nếu như mà cái mic của nó thì nó sẽ nằm ở phía góc trên này, cho nên các bạn nếu mà để gần loa thì nó sẽ thu được âm thanh tốt hơn. Tuy nhiên thì cái này là cảm ứng âm thanh thôi chứ không phải là lấy trực tiếp từ trong cổng USB, cho nên là các bạn lưu ý là khi mình bật loa ngoài thì nó mới nháy theo nhạc nhé. Đó, các bạn có thể thấy khi mình để âm lượng vừa phải thì nó sẽ nháy theo nhạc chính xác hơn, tại vì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái âm lượng mà mình cho vào. Ok, như vậy là mình đã đi đánh giá sơ qua về chiếc bàn phím Lang Tu K002, một trong những huyền thoại mà mình thấy là chưa có tượng đài phần phím giả cơ nào có thể đánh gục nó. Tuy nhiên là chỉ so sánh những cái tầm giá là dưới 400.000 thôi nhé. Còn nếu mà trên thì có những phím thuộc dạng phím cơ thì tất nhiên nó sẽ ngon hơn rồi, không nói làm gì. Ngoài cái phiên bản màu đen này ra thì chúng ta vẫn còn phiên bản màu trắng nữa. Như các bạn thấy là phiên bản màu đen này LED cũng rất sáng rồi, nhưng mà phiên bản màu trắng còn sáng hơn. Mình sẽ lấy cho các bạn coi. Đây chính là chiếc Lang Tu K002 phiên bản màu trắng. Thì cái toàn bộ của nó sẽ làm phím màu trắng và đế cũng là màu bạc, sáng hơn một chút so với lại cái đế màu xám này của con phiên bản màu đen. Và cái đèn LED của nó cũng sáng hơn rất là nhiều. Đó, nhìn rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì phiên bản màu đen thì lại đắt hơn phiên bản màu trắng một chút, các bạn lưu ý nhé. Và các bạn lưu ý thêm một điều nữa, đó là khi mà mua bên shop mình thì nó sẽ đảm bảo là có 9 chế độ LED và y như những gì mình review. Còn nếu như mà các bạn mua ở những shop khác như trên Shopee hoặc Lazada thì phải đúng shop và đúng link của mình thì nó mới đảm bảo được là cái chất lượng bàn phím y như thế này. Ngoài những cái tính năng nổi bật về LED ra thì con này có độ bền cũng khá là tốt. Mình đã bán và có rất ít những cái bàn phím này có bị lỗi và quay trở về. Rồi nếu như mà các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phía bên dưới nhé, có cả link ở trên Shopee nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn muốn xem review về những chiếc bàn phím thì các bạn có thể ấn bên trái hoặc là ấn bên phải về những video về bàn phím và chuột. Còn nếu như các bạn thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe kênh của mình nhé, ngay đây. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.